ก่อนติดงานผ่อนหนักหนึ่งลิซี่ลิซี่หาได้สิ่งที่หมาตูดก่อนลุยกงนายแฮงเกียsổ nhé, tao chứng kiến. Rồi mắc cái gì mày không cho tao ném rác sạch nhà của mày? Tình nghề ghê, tình nghề ghê. Mày ném được thì tao cũng ném được. Đến rồi, mày cô chú anh chị ơi giận nhau làm chi ngày năm mới. Một năm tệ chi lại ghé thăm một lần lãng phí. Chấp nhau để làm gì? Chị không biết dạo này con Đào nhà bà Mai làm cái gì mà đi sớm về khuya không biết. Mỗi lần lại một thằng đến đón. Chắn là làm cái rồi. Ủa, sao tự nhiên mày gõ mõ đây vậy? Giải nghiệp. Ở đây có cái nghiệp gì mà phải giải? Nghiệp mồm đó. Suốt ngày ngồi đây sân si, nói xấu người khác. Ý của mày là bảo tao ngồi đây suốt ngày sân si khẩu nghiệp chứ gì? Sân si khẩu nghiệp. Cháu làm gì có dám nói ai? Ai có tật thì tự giật thôi. Mày nói như thế chẳng khác nào nói bọn tao à? Đúng rồi, mày nói bọn tao à? Chỉ có những người sống không ra gì, thích soi mói người khác thì mới có những cái suy nghĩ như thế thôi. Đến rồi, mày cô chú anh chị ơi giận nhau làm chi ngày năm mới. Một năm tệ chi lại ghé thăm một lần lãng phí. Chấp nhau để làm gì? Chuyện cũ mình bỏ qua qua tay tay cùng cười lên ha ha cho đời thêm ngàn bạn câu ca mừng xuân đến với mọi người. Chuyện cũ mình bỏ qua qua tay tay cùng cười lên ha ha cho đời thêm ngàn bạn câu ca mừng xuân đến với mọi người. Chuyện cũ mình bỏ qua. Chuyện cũ mình bỏ qua. Tiếp tục cùng vui tết cho một năm mới luôn tươi cười ha ha ha. Bỏ qua chuyện năm cũ để hiểu ngày hôm đến mình để ta la la. Làm như thế với Phủ, chả lẽ Mỹ đã quên hết những lời thề năm xưa rồi sao? Lên thành phố không có A Phủ chắc Mỹ buồn lắm lô. Không biết là có dễ làm quen với bạn mới không nhỉ? Dạ lô. Cứ cố gắng lên nè, rồi Phủ lên sau. Thế chúng mày có tin tao lại vả bỡ mồm hai đứa chúng mày không? Bố mày lại sợ mày quá. Mày có giỏi thì mày đánh tao đi. Chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi. Ngày năm mới, một năm để chi lại ghé thăm một lần lãng phí. Chấp nhau để làm gì? Tết cười thả ra. Ba câu chuyện năm cũ đừng ngày mai mắn đêm bên đời ta la la.